Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua thì tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều cái giải pháp để mà sắp xếp đổi mới các cái nông lâm trường quốc doanh. Xung quanh cái vấn đề này thì còn có những cái vướng mắc cần phải tháo gỡ. Trong chương trình dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Lâm sẽ cung cấp cho chúng ta thêm những cái thông tin xung quanh việc sắp xếp đổi mới các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh. Trước mắt xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ông có thể cho biết là đến cái thời điểm này thì cái việc sắp xếp lại các cái nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tiến hành như thế nào? Việc sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay đã được chính phủ phê duyệt tại quyết định 321. Cũng trên cơ sở căn cứ của nghị định 118 thì các công ty nông lâm nghiệp hiện nay sẽ chuyển đổi thành bốn dạng. Một là duy trì và củng cố các cái công ty có nhà nước nắm giữ 100% cổ phần, 100% vốn điều lệ. Hai là chuyển công ty thành của nhà nước, trước đây giữ 100% vốn điều lệ sang là nhà nước chi phối. Ba là thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bốn là giải thể các công ty nông lâm nghiệp. Có một số ý kiến cho rằng là cái việc mà cổ phần hóa và sắp xếp lại đổi mới các cái nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh ấy thì đang có chậm so với kế hoạch đặt ra, thì ý kiến của ông thế nào? So với cái chung thì so với cái mong muốn cái tốc độ tái cơ cấu lại cái các nông trường này thì đúng là nó đang chậm. Còn so với cả nước thì Nghệ An cũng nằm cái tốc trung bình. Nguyên nhân chậm thì có lẽ như tôi đặt vấn đề là hiện nay muốn làm rà soát lại các nông trường để đưa nó thành cơ cấu lại nó thì chuyện quan trọng nhất chính là rà soát lại cái quản lý về đất đai. Thì việc rà soát đất đai hiện nay là chúng ta đang có mấy nhiệm vụ. Thứ nhất là rà soát lại cái đất mà do các nông lâm trường quản lý được giao nhận được giao trước đây. Phải định vị lại, đóng ranh giới, đóng cột mốc. Thứ hai, từ định vị đóng cột mốc cái phần ranh giới mà do các nông lâm trường được giao trước đây thì xác định phần nào là phần sử dụng có hiệu quả, phần nào là phần sử dụng không hiệu quả, phần nào là phần đang tranh chấp và phần nào á là có những cái bất hợp lý khác. Cái thứ hai là định dạng cái sản phẩm trên đất. Thực ra tất cả các hình thức quản lý đất của các nông lâm trường trước đây thì được thực hiện theo các cái chính sách khác nhau. Trước đây thì chúng ta giao khoán theo nghị định 01, sau đó chúng ta thì giao khoán theo nghị định 135. Thì tất cả những cái chủ trương đó thì đều được tổ chức giao khoán, nhưng cũng có những nơi giao khoán quản lý tốt, có những nơi giao khoán thì lại quản lý không tốt. Thành ra là đất bị lấn chiếm, đất tranh chấp, có nơi thì cho thuê bất hợp lý, có nơi thì sử dụng không hiệu quả, vân vân và vân vân. Và cũng thưa ông, từ cái vấn đề đất của các cái nông lâm trường đó thì có nhiều cái ý kiến của người dân gửi về chương trình, đó là băn khoăn nhiều nông lâm trường ở trên địa bàn tỉnh đang giữ một quỹ đất rất lớn, trong lúc đó thì người dân xung quanh khu vực đó lại thiếu đất sản xuất. Vậy thì trong cái đợt mà sắp xếp lần này ấy, thì có khả năng là chuyển giao một số đất cho người dân xung quanh nông lâm trường để sản xuất hay không? Cái việc rà soát quỹ đất để trả lại cho nông lâm trường thì chúng ta đã làm thành hai giai đoạn rồi, cả nông trường cả lâm trường. Thì trong tổng diện tích các đơn vị nông trường quản lý thì chúng ta đã rà soát trả lại cho chính quyền địa phương là 7.000 ha, và trong diện tích các lâm trường quản lý thì chúng ta đã rà soát chuyển lại cho địa phương 14.000 ha. Thế bây giờ cái một cái phần quỹ đất mà do các nông lâm trường các công ty lâm nghiệp đang quản lý thì nói rằng là họ đang giữ một cái khối lượng rừng đất lớn đó, thì cũng chưa phải là đúng lắm. Bởi vì hiện nay các nông trường thì cũng giữ lại chỉ còn khoảng tầm 5-6.000 ha đấy thôi. Nhưng mà phần lớn cái đất của các nông trường thì đều được giao khoán cho bà con sản xuất, ví dụ các nông trường chè thì hiện nay cũng sản xuất giao khoán lại cho thành viên của các cái công nông trường chè trước đây quản lý bảo vệ và tổ chức sản xuất trên cái đất đó. Thậm chí có những nơi là thành những cái làng công nhân, có những nơi thành những cái hộ nông dân người ta sản xuất rất ổn định, hay là cao su hay là cam ở các nông trường cam thì được giao khoán quản lý và sử dụng rất có hiệu quả. Còn nói lâm trường thực tế thì
nắm cái công ty lâm nghiệp quản lý 57.000 hecta đó thì chỉ có 17.000 hecta, 14.000 hecta là rừng sản xuất có thể tổ chức sản xuất được. Thực ra đối với Nghệ An thì đất của nông lâm trường là không còn nhiều để tạo ra cái cạnh tranh, để tạo ra cái xung đột giữa người dân và các nông lâm trường. Thưa ông, là có một số ý kiến của chính các cái hộ dân được hộ công nhân được giao khoản đất nông lâm trường như ông vừa nêu ấy, thì họ băn khoăn rằng là liệu khi mà tiến hành cổ phần hóa thì cái việc mà đất lâu nay giao khoản cho họ sản xuất trồng cam, trồng chè, vậy thì bây giờ nếu như mà đổi mới thì những diện tích đó như thế nào, được giao lại cho người dân hay là tiếp tục cơ chế cũ, hay là họ đóng góp cổ phần như thế nào? Thực ra đây là điểm nghẽn làm cho cái công tác giao đất, tái cơ cấu lại cái nông lâm trường nó gặp khó khăn. Thì hiện nay thì để thực hiện cái nghị định 118 thì có 3 cái thông tư. Một cái thông tư của Bộ Tài chính là thông tư 17 để định giá các cái tài sản trên đất. Rồi một cái thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để xác lập lại cái cách xử lý cái lao động dư thừa trong quá trình tái cơ cấu. Và một cái thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường về cách xử lý cái quản lý cái đất. Nhưng mà đúng như phóng viên đặt vấn đề là hiện nay cái khó nhất là khi chúng ta xác định cái tài sản trên đất và tài nguyên đất, cái cách xử lý là thế nào. Về bản chất, đất được nhà nước giao cho cả công ty là giao không thu tiền. Và công ty có trách nhiệm quản lý và sử dụng theo đúng cái quy hoạch, kế hoạch mà công ty đề ra. Nhưng mà công ty cũng trên cơ sở cái khoản, theo cái khoản 01 trước đây và 135 thì khoản cho hộ gia đình tổ chức canh tác trên mảnh đất đó. Người ta trồng cây lâu năm trên đó, ví dụ cái cao su, cái chè, cái cam vân vân. Thì tài sản của hộ gia đình, người ta bỏ tiền ra, bỏ công ra. Nhưng mà đất thì của công ty, mà bản chất đất là của nhà nước. Vậy thì cái điểm nghẽn hiện nay là điểm nghẽn ở đó, mà chúng ta cũng đang vướng cái điều đó. Thế để giải quyết vấn đề này thì có lẽ là phải, theo tôi là phải định hình lại cách cổ phần hóa của các công ty nông lâm nghiệp, nó phải khác với cách cổ phần hóa của các nhà máy xí nghiệp. Chứ nếu chúng ta sử dụng cái cách cổ phần hóa nhà máy xí nghiệp để áp dụng vào cái cổ phần hóa của các công ty nông lâm trường, nông lâm nghiệp ấy, thì chắc sẽ không giải quyết được, mà sẽ khó khăn. Bởi vì hiện nay chúng ta phải thừa nhận một thực tế là tài sản thì của dân mà đất thì của nhà nước. Vậy chúng ta giải quyết cái hài hòa chỗ này như thế nào là cả vấn đề. Vâng, cho nó không dễ cổ phần hóa được một cách nhanh chóng. Vâng, còn có một số hộ dân mà gần các cái công ty lâm nghiệp ấy, thì họ băn khoăn rằng là có một số cái diện tích mà trong 14.000 hecta mà giao lại đó, thì họ phàn nàn rằng là những cái vùng đó là đất lại quá xấu, mà lâu nay lâm nghiệp không, các cái công ty lâm nghiệp không tổ chức sản xuất được, bây giờ giao lại cho dân thì cũng là một cái điều rất là khó khăn. Đó là một thực tế, một thực tế bây giờ khi chúng ta tiến hành. Vâng, vậy thì theo ông thì cái lộ trình của chúng ta có thể là đặt ra như thế nào? Thì hiện nay thì đối với công ty, các công ty lâm nghiệp thì cơ bản ổn rồi. Hiện nay thì chúng ta đã sáp nhập cái công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu vào cái ban quản lý rừng phòng Quỳnh Lưu thành ban quản lý phòng hộ Bắc Nghệ An về lâm nghiệp, như thế là ổn. Cái thứ hai là đối với công ty lâm nghiệp Tương Dương, công ty lâm nghiệp Con Cuông, công ty lâm nghiệp Đô Lương và công ty lâm nghiệp Trung Hiếu thì chúng ta xác định nó là củng cố và duy trì cái công ty lâm nghiệp mà nhận được nắm 100% cổ phần chi phối, là vì đây là họ, người ta đang quản lý 75% diện tích rừng tự nhiên và rừng phòng hộ, cho nên đây là môi trường và họ là công ty sẽ thực hiện các nhiệm vụ giao cho nhà nước đặt hàng. Còn 7 công ty nông nghiệp thì chúng ta cũng xác định là 2 công ty cổ phần hóa, 2 công ty 2 thành viên, và số còn lại thì chúng ta đang định hướng là cổ phần hóa. Nhưng mà tôi nói để cổ phần hóa các công ty nông nghiệp hiện nay là rất khó, tại vì nếu chúng ta áp dụng cái cách cổ phần hóa các cái tài sản của nhà nước chi phối trong cái phần của công ty đó thì sẽ rất khó, là vì nhà nước hiện nay thì chỉ còn đất là của nhà nước, mà không đất thì không được đưa cái cổ phần hóa. Còn tài sản thì bây giờ chỉ có công trường, nhà máy thì đều lạc hậu cả rồi. Còn phương tiện rồi các hạ tầng khác thì cũng đáng bao nhiêu.
và thì quan trọng nhất là đất, mà đất thì là của nhà nước, quan trọng nhất là tài sản, mà tài sản thì cơ bản là của dân. Thế bây giờ chính cái chỗ này là chúng ta đang loay hoay, đang tìm kiếm con đường cho chỗ này. Vâng. Trong số 12 đơn vị nông lâm trường này thì nếu như quá trình cổ phần hóa thì nó sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu hộ công nhân hoặc là bao nhiêu hộ dân trong vùng ảnh hưởng đó? Việc cổ phần hóa của một cái công ty này lại nó liên quan đến đất. Mà đất ấy, thì chưa định hình được là sẽ đấu thầu đất. Vì nếu cổ phần hóa thì cổ phần hóa mỗi cái tài sản, đất không được cổ phần hóa. Vậy thì doanh nghiệp vào để tham gia cổ phần hóa của một nông trường như thế thì cái đất có được ưu tiên để cho họ sử dụng không? Mà theo nguyên tắc đất thuê thì bây giờ luật là phải đấu thầu. Tôi cho rằng là đấy là cái bài toán vô cùng khó khăn, trước mắt là đang khó, và đặc biệt là giải quyết cái lao động tại chỗ. Bởi vì có những cái nông trường là phải đến giờ này là 4 đời làm nông nghiệp gắn với nông trường rồi. Thế bây giờ những cái hồ, những cái thành phần về hưu rồi thì không nói, nhưng những cái thành phần mà người ta đang tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm ở đó, rồi lao động ở đó, thì bây giờ cách làm như thế nào, đấy là vấn đề lớn. Vâng, xin cảm ơn ông về những cái trao đổi vừa rồi. Kính thưa quý vị, qua trao đổi với ông Nguyễn Tiến Lâm thì chúng ta có thể hiểu được những cái khó khăn và những cái tồn tại trong cái việc mà cổ phần hóa các cái công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lâm.